Thưa khán giả, cầu xuống cấp và chính quyền đã cấm lưu thông, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người qua lại. Câu chuyện được các phóng viên đường dây nóng VTV Cần Thơ ghi lại tại xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, nơi đây có cây cầu Sa Kê đang xuống cấp. Đối với những khoảng không như thế này, người đi bộ nếu sơ ý có thể bị té ngã. Người tham gia giao thông bằng xe gắn máy nếu chống chân vào khoảng không này cũng có thể xảy ra tai nạn. Trên cây cầu này có hàng chục điểm hư hỏng như thế. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội quy định cắt giao thông qua cầu Sa Kê từ ngày 6 tháng 8. Thế nhưng bất chấp nguy hiểm, mỗi ngày vẫn có hàng ngàn xe gắn máy, xe ô tô tải lưu thông qua cây cầu này. Đi vòng xuống dưới nó xa rồi đi công chuyện không kịp. Giờ đang gấp về nhà nữa nè, cho nên là đi đại qua đường này. Chứ đúng ra là đi con đường bên kia cũng được, con đường mà đi ở ngay chỗ cầu bệnh viện Cù Lao Minh mình đi thẳng lên vòng lên Mương Cát á. Nhiều con đường để đi lắm mà tại vì nó xa. Công việc rồi đi hàng ngày đây nè. Mà thấy cầu này nó cũng gãy, nó cũng bể, nguy hiểm lắm nhưng mà người ta vẫn phải đi thôi. Cầu Sa Kê nằm trên trục giao thông chính, nối huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hoạt động lâu năm nên cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn để người dân đi lại. Chính quyền địa phương cho biết khi các giao thông đã phân luồng hướng dẫn người dân qua các tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. Cái hướng lưu thông dành cho cái phương tiện xe tải thì chúng ta sẽ di chuyển qua cái cầu Mỏ Cày 2 qua tuyến tránh quốc lộ 60 để đi các xã lân cận như là xã An Thạnh, xã Khánh Thành Tân của huyện Mỏ Cày Bắc. Các cái phương tiện xe gắn máy và người đi bộ thì có thể là lưu thông qua cầu của cống Sa Kê ạ. Hiện ngành chức năng huyện Mỏ Cày Nam đã tiến hành khảo sát lên phương án sửa chữa. Dự kiến cầu Sa Kê sẽ được khắc phục trong tháng 8 này. Trong thời gian cắt giao thông, người dân cố tình qua cầu sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn. Ủy ban dân xã Tân Hội đề nghị bà con là chúng ta chấp hành nghiêm cái thông báo nêu trên và các cái phương tiện và người đi qua khu vực này thì nếu mà có gây tai nạn giao thông hay là mất an toàn giao thông thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chính quyền địa phương cũng mong muốn người dân cần tuân thủ chủ trương chung, bởi không cắt giao thông để sửa chữa, bà con đi qua cầu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.